Hello anh em, thì bên đây bên trại mình xả những cái dòng cá Molly anh em ơi. Và kế đó là những cái dòng cá bể màu làm giống và cũng có những cái dòng cá bể màu thủy sinh giá mềm đó nha anh em. Nhưng mà đầu tiên thì mình sẽ quay những cái dòng cá Molly bên trại của mình cho anh em xem ha. Thì hiện tại là mình lên khoảng 600 con như thế này anh em ơi. Là Molly sọt, đuôi án Platinum nha anh em. Tất cả là hàng sọt body hết anh em ơi. Thì mình sẽ quay từ dòng cho anh em xem và mình sẽ để giá công khai dưới góc trái màn hình cho anh em luôn. Thì đây là một cái dòng cá Molly nha anh em. Cái này đợt hỏm mình đi là 50k một con là bán lẻ anh em ơi, còn đợt này mình đi là 40k, nhưng mà mình sẽ xả một lần 10 con á, là 300k cho anh em chơi ha. Thì 10 con đó là có bao gồm có trống có máy đầy đủ cho anh em mình về nếu mà cho sinh sản được nha. Đó, tại vì hiện tại bên trại mình lên số lượng rất là nhiều anh em ơi. Rồi tiếp tục là cũng là Molly đó nha anh em, nhưng mà đây là Molly mắt lem xanh anh em ơi. Anh em thấy con mắt nó không, nó lem xanh thì con mắt nó màu đen á thì cái giá trị nó sẽ thấp. Còn con mắt mà nó lem xanh thì giá trị nó sẽ cao hơn cái loại mắt mắt đen nha anh em. Còn mắt mà full xanh luôn á, mắt mà nó sẽ full xanh luôn á thì cái giá nó sẽ cao hơn nữa đó. Còn đây thì chỉ là lem xanh thôi. Lem xanh này á thì mình đi là 60k một con, combo 10 con á là 500k, mình sẽ miễn phí ship cho anh em luôn ha. Cái size này thì nó cũng lớn rồi anh em ơi. Size này là bụng nó tròn hết rồi đó anh em, thấy không? Ở đây mình show lên có trống có máy luôn. Những con cá máy á thì cái bụng nó sẽ tròn kiểu như là nó ôm bầu rồi á anh em ơi. Đó, anh em thấy không? Cá rất là sung và khỏe và lanh luôn. Rồi tiếp tục nó là Molly sọt Platinum nữa nha anh em, nhưng mà hàng này là hàng xây lớn hơn nữa, nhưng mà con mắt nó sẽ full xanh luôn. Đợt hẩm mình đi cho anh em là 130 một con, đợt này mình đi là 100k một con nha anh em. Đó, kiểu như là mình bán con á, là tại vì nhiều anh em thích mua cá máy nhiều hơn cá trống á, thì mình sẽ để con ở đây cho anh em lựa chọn thoải mái kiểu trống máy luôn. Ví dụ như anh em mua 10 con mà anh em muốn bắt 8 cái máy hoặc là 9 cái máy cũng được luôn nha. Đó, ở đây mình cho anh em lựa thoải mái luôn. Cái này là 100k một con nha anh em. Còn anh em mua combo 10 con á thì mình đi là 900k. Đó là giá 90k một con đó anh em. 10 con thì sẽ còn là có 90k một con ha. Mà size này là size ôm bầu sẵn nữa anh em. Rồi tiếp tục nó là Molly H ha. Molly đen nha anh em. Là H Molly đó anh em ơi. Là nó sẽ đen mung hết cái thân đó luôn. Đó, kiểu như là full black đó anh em. Cái này thì mình đi là 45k một con nha anh em. Tại vì size này là size sinh sản á. Size sinh sản là size ôm bầu sẵn á, anh em, bầu căng lắm rồi. Anh em mua về là chỉ để cá con thôi. Còn anh em bắt được 10 con á thì mình đi là 350k nha. Đó. Thì ở đầu video này á thì mình sẽ quay về những cái dòng cá Molly trước, còn chút xíu nữa thì mình sẽ lên những cái dòng cá bảy màu ở bên chợ của mình nha anh em ơi. Đợt này mình có lên những cái dòng cá kiểu như là những cái dòng mới á, dành cho anh em nào mà theo dõi kênh của mình và muốn lựa những cái dòng cá mới thì đợt này có cá cho anh em mình lựa ha. Rồi tiếp tục nó là Molly Gold nha anh em. Thì đây là Molly sọt màu Gold nha anh em ơi, là màu vàng á. À, Gold này là vảy nổi nha anh em. Cái vảy này là vảy nổi nha. Nó cũng có một loại màu vàng nữa, nhưng mà là vảy chìm chứ nó không được vảy nổi màu vàng ánh kim như thế này nha anh em ơi. Đó, cái này thì hàng là hàng Gold nha anh em. Đợt hẩm mình đi là 250 một cặp, nhưng mà đợt này mình đi là 100k một con nha anh em. Kiểu như là Molly đợt này là dòng nào mình cũng đao giá xuống hết á, cho anh em mình dễ tiếp cận hơn á. Ở bên mình bán đó nè, là hoàn toàn là đuôi én hết. Từ đầu tới giờ là mình quay đuôi én hết, anh em thấy rõ ràng đúng không? Đó, hoàn toàn là hàng sọt body và đuôi én hết nha anh em. Cái này anh em mua 10 con á thì mình đi là 900k. Nó bằng giá với cái loại mắt xanh luôn anh em ơi. Quá mềm, đợt này mình lên cái bộ con này giá mềm nha anh em. Đó. Rồi tiếp tục nó là Molly nữa nha anh em. Đó, cái này là màu vàng cam nè anh em. Cái này là cái vảy nó sẽ chìm nè, cái vảy kiểu như là cái vảy nó không có được nổi như là cái màu vàng Gold lúc nãy. Đó, cái này thì giá nó mềm lắm anh em ơi. Cái này đợt này mình xả một lần 20 con luôn nha anh em, tại vì mình còn khoảng 200 con nữa là hết này, và mình sẽ bỏ dòng luôn, mình không có làm cái bộ này nữa, nên là mình sẽ xả luôn là 20 con đó anh em. 20 con là 200k nha anh em ơi, là 10k một con á. Trong đây thì có đầy đủ chống máy cho anh em luôn, kiểu như là tỷ lệ chống máy nó sẽ ngang ngang với nhau, nên là anh em mình mua về thì đừng có sợ nha, kiểu như là đừng có sợ máy nhiều hoặc là chống nhiều anh em. Rồi chuyển sang cá bảy màu anh em ơi. Thì đây là một cái dòng cá mới bên trại của mình. Thì dòng cá này nó có rất là lâu rồi anh em, nhưng mà bên trại của mình mới làm lên lại được á. Thì đợt sau này mình cải thiện rồi được là con máy nó sẽ lên cái vây lưng nó màu đỏ luôn đó. Thì đây là Amino Getgo nha anh em. Thì đợt này mình lên số lượng cũng ít nè anh em ơi. Thì cá mà đủ size 3 tháng như thế này á thì mình lên được khoảng 15 cho tới 20 đôi thôi. Còn mà cá tơ thì mình lên số lượng nó cũng lớn hơn nha anh em. Đó, cái này thì mình đi cho anh em là 80k một cặp. Còn anh em mua combo 5 cặp á thì sẽ là 350k nha. Ở đây mình quay có chống máy cho anh em xem luôn.
Còn cá mái nó sẽ bự hơn cá chấm nha anh em, nhưng mà con cá mái thì cái màu nó sẽ không có đậm bằng cá chấm được. Rồi tiếp tục nó là Toshiro Gold BDS nha anh em, hàng này là hàng tơ nha anh em ơi, anh em lưu ý giúp mình nha, cá này là cá tơ nha, nó chưa có bung hết. Nếu mà anh em mua về một thời gian kiểu như là chơi một thời gian lâu dài á, thì thêm 2 tới 3 tuần nữa thì con cá nó sẽ bung hơn hiện tại nha anh em. Tại vì hiện tại cá nó tơ thôi, mình thì mình show lên cho anh em mình lựa đó. Cá tơ nhưng mà cái body nó rất là to nha anh em. Tại vì bên mình làm cái tiêu chí là cái body trước, rồi cái đó mới tới là vây với đuôi, rồi tới màu sắc nha anh em đó. Mình thì mình chỉ thích những con cá mà nó bự con thôi. Thì đây nè anh em thấy không, cái body cá trống nhìn cực kỳ là to luôn. Đợt hỏm mình bán cho anh em là 60k là cá đủ size rồi. Đợt này mình đi cá nó tơ hơn một chút xíu, nên là mình đi cho anh em là 50k một cặp. Anh em bắt combo 5 cặp á, thì sẽ là 200k ha. Ở đây mình bán theo cặp á anh em, là đầy đủ chống máy cho anh em mình về ghép sinh sản được nha. Còn đây là wheel coi sọt thủy sinh nha anh em. Thì thủy sinh á là có nghĩa là con máy gen, còn con trống là con trống gibbon nha anh em. Đó. Con trống gibbon tai bị bóp anh em thấy hai tay nó dài ha. Còn con máy là con máy gen. Cái này thì mình bán thủy sinh cho anh em á, là mình show từ trên xuống cho anh em xem là cái màu nó cũng rất là lên, cái màu lên rất là tốt luôn anh em ơi. Cũng như là đầu đỏ lên đầu câu rất là tốt ha. Cái này mình đi combo 50 con là 250k nha anh em. Còn chút xíu nữa mình sẽ lên cái hàng gibbon finxi, hàng làm giống cho anh em xem ha. Còn đây là hàng thủy sinh nên là cái giá nó sẽ mềm. Kiểu như là mình bán lấy tiền màu lại anh em ơi. Đó, có 5k một con hả. Rồi, tiếp tục là full gold gibbon, hàng tai bê bớm anh em ơi. Nó là hàng tai bê bớm nhưng mà nó chưa có lên full tai được, kiểu như là cái tai bê nó chỉ lem lem thôi, nó chỉ lem màu thôi anh em, nó chưa có full cứng được, nên là mình đi cho anh em là 40k một cặp. Còn anh em mua 10 cặp á, thì mình đi là 300k. 10 cặp có đầy đủ 10 cái trống và 10 cái máy nha anh em. Cái bê màu này là mình bán theo cặp nha, cặp là đủ trống máy bằng nhau luôn nha anh em ơi. Đó. Anh em có thể so sánh cái xây con cá với lại ngón tay của mình ha, thì cá thì nó cũng còn tròn cái bụng mình em ơi, chứ cái bầu này, bụng này nó chưa có bầu căng được, tại vì cá này nó còn tơ á. Anh em mua về chơi là có khả năng cao á là nó sẽ lên full tai luôn. Thì full gold thì anh em biết rồi, nếu mà nó full tai á thì cái giá trị nó sẽ cao hơn. Rồi tiếp tục là cái dòng cá tuyển giống của mình chạy của mình nè, là Dumbo Big E Platinum nha anh em. Big E là tai beto đó anh em ơi, còn Platinum là cái vảy trắng ở trên lưng của nó đó anh em đó. Thì cái bộ mà Dumbo này á thì bên chạy của mình sẽ bảo hành cho anh em mình làm giống luôn. Bộ này mình bán từ trước tới giờ rất là nhiều anh em, phản hồi cực kỳ tốt luôn. Cái này mình sẽ bán với cái giá cũ là từ trước tới giờ luôn, là khoảng một năm nay anh em mình giữ cái giá này mình bán hoài luôn. Tại vì cái bộ này mình bao cho anh em làm giống được á, nên là cái bộ gen này mình kiểm soát được, nên là nó đẻ ra nó giống tỷ lệ giống bố mẹ rất là cao luôn. Mình đi cho anh em á là 60k một cặp, còn anh em mua 5 cặp á là 250k nha anh em. 10 cặp là mình sẽ miễn phí ship cho anh em ha. Ở đây mình ship toàn quốc nha anh em. Anh em lưu ý giúp mình ha. Ở đây thì mình sẽ ship đơn từ 200k trở lên và phí ship sẽ là 40k cho một đơn nha anh em. Phí ship là 40k nha anh em ơi. Đó. Còn anh em nào mà bắt đơn từ 500k trở lên á thì bên chạy của mình sẽ miễn phí ship cho anh em luôn. Và mình sẽ bảo hành cá tặng tay cho anh em mình. Mình bao cho anh em mình kiểm tra hàng xong mới thanh toán nha. Ở đây mình có hỗ trợ ship code cho anh em ở tỉnh á, nên là anh em mình ở xa lần đầu có mua thì yên tâm ha. Rồi còn đây là gồng xanh nha anh em, gồng xanh tia platinum nha. Cái này thì mình đi là 50k một cặp, anh em mua combo 5 cặp á thì sẽ là 200k đó. Kiểu như là mình lên combo 5 cặp 10 cặp cho anh em mình dễ mua. Thường thì anh em mua nhiều á thì mình sẽ giảm giá tiền lại, hoặc là mình sẽ tặng thêm cá cho anh em nữa. Tiếp tục nó là một cái dòng cá dành cho anh chị em mình tập chơi nha anh em ơi. Thì cái dòng cá này anh em biết rồi, nó rất là dễ nuôi luôn. Cái thứ hai nữa là nó rất là dễ sinh sản, kiểu như là nó sinh sản được nhiều anh em. Thường thì cái dòng cá nào mà dễ nuôi hoặc là đẻ được nhiều á thì cái giá nó sẽ rất là mềm. Điển hình như là một cái dòng cá mình đang quay ở đây ha, là Full Get Blue nha anh em. Ở đây mình quay có cái trống máy luôn nè, anh em thấy cái trống với cái máy nó không liên quan gì đúng không? Nhưng mà thật ra là nó thuần nha anh em. Nó thuần gen 100% nha, mình đảm bảo với anh em luôn nha. Tại vì cái dòng cá này mình làm được 2 năm mấy đây à. Mình làm lâu lắm anh em ơi, nên là anh em mình yên tâm đi. Cái này mình đi cho anh em á là 25k một cặp, anh em mua combo 10 cặp á thì sẽ là 200k. Rồi, đây là hàng tuyển giống nha anh em, là Will Co Sọt Gibbon Finxi, hàng tai bê bớm anh em ơi. Có. Nó là hàng body sọt và lên đầu coi cực kỳ tốt luôn. Và cái Finxi rất là ổn nha anh em ơi. Cái hàng này thì nó xịn hơn là cái hàng thí sinh lúc nãy mình quay cho anh em xem. Hàng thí sinh lúc nãy á là mình lựa lọc ra những cái bầy cá này ra đó nè, nên là cái màu nó rất là tốt luôn.
Cái này thì mình đi cho anh em là 80k một cặp nha. Anh em mua combo 5 cặp á thì sẽ là 350k. Thì 5 cặp thì đâu đó nó khoảng 70k một cặp đó anh em. Cái bộ wheel này á thì nó có rất là lâu rồi em, nó có mấy năm nay rồi, nhưng mà hiện tại trên thị trường thì kiểu như là ít, còn ít người làm anh em. Còn mình ở đây thì kiểu như là mình thích nó, mình mê nó nên là mình giữ cái bộ giống tới giờ luôn. Rồi tiếp tục, nó là một cái bộ full gold mắt đỏ nha anh em. Thì đây là full gold mắt đỏ anh em ơi, ghi bông tay mới bấm ha, xay cá được 2 tháng rưỡi à. Kiểu như là nó còn tơ á anh em ơi, nó chưa có bung hết cỡ nha. Anh em chơi này một thời gian thì con cá nó sẽ bự hơn nha. Con cá bé màu của mình nó bự hết cỡ luôn rồi, nó bằng cái ngón tay của mình nha anh em. Mà hiện tại mình bán cho anh em là con cá nó sẽ không có bằng ngón tay được nha, tại vì cá nó còn tơ á. Cái này á thì mình đi cho anh em là 150k một cặp. Anh em mua combo 3 cặp á thì sẽ là 400k nha. Mình lên được 2 bầy thì đâu đó khoảng được 2 mấy cặp thôi anh em ơi, chứ không có nhiều nha. Đó. Rồi tiếp tục, nó là một cái dòng cá mình sẽ xả đợt này nữa nha anh em, là Dumbo short body nha. Đó, tai bê xanh và đuôi đỏ, chống máy đều short body hết. Thì mình còn khoảng 3-4 cặp nữa là hết, và mình sẽ bỏ luôn cái bộ Dumbo short này nha anh em, mình sẽ không có làm nữa nha. Mình làm một cái bộ nó sẽ cao cấp hơn là cái bộ này nữa. Cái này mình sẽ đi cho anh em là 40k một cặp. Còn anh em bắt được 10 cặp á, thì mình đi là 250k. 10 cặp có đầy đủ 10 chống và 10 cá máy nha anh em. Ở bên chợ của mình nuôi là không có oxy nha, nên là anh em mình mua về cái việc mà thần cá thì anh em mình đừng có sợ nha. Tại vì bên chợ mình nuôi không có oxy. Ở mấy clip trước á, mình có quay cái chợ của mình cho anh em xem á, là đâu có oxy đâu. Đó, nuôi nước tự nhiên hết. Rồi, tiếp tục đó là Dumbo Koi Platinum nha anh em. Dumbo Koi á là nó có một cái màu đỏ trên đỉnh đầu cả trống và cả mái luôn. Cá thực tế như trong clip mình đang quay cho anh em xem á là 80k một cặp. Anh em mua combo 5 cặp á thì sẽ là 350k. Đó. Đợt này mình lên khoảng đâu đó 15 cho tới 20 đôi Dumbo Koi như thế này nha anh em. Còn anh em nào mà bắt được hết luôn á thì mình sẽ đi cho anh em cái giá nó sẽ mềm hơn nha. Nói chung là anh em mua càng nhiều á là mình đi cho anh em cái giá nó sẽ càng rẻ lại. Đó. Ở cuối clip á anh em, mình có lên một cái dòng cá thủy sinh á, là full gold thủy sinh á. Chút xíu nữa sẽ tới nha, mình sẽ quay cho anh em xem. Đợt này mình lên full gold thủy sinh thì cũng không có nhiều anh em ơi, cũng ít hả. Full gold thủy sinh là cái này nè anh em, là full gold thủy sinh á, là bao gồm là cá mái là mái gen, còn cá chấm là chấm ghi bông. Mình có mở ngoặc đóng ngoặc mình ghi rõ ràng cho anh em mình xem ha. Thì cá này là cá tơ nha anh em, mình lựa từ cái bộ trong bầy ra nha, nên là cá nó còn tơ á. Cá chấm thì nó sẽ full tai bê và full vẩy luôn, còn con cá mái thì nó chết. Cái máy thì con full rồi, có con thì nó chưa có full nha anh em. Đó, anh em lưu ý giúp mình ha. Nên là mình đi cho anh em cái giá mềm cho anh em mình về chơi thả thủy sinh nha. Đi combo là 50 con là 250k nha anh em ơi. Mình có khoảng 2 combo như thế này nha. Đó, thì đây cũng là một cái dòng cá cuối cùng trong một cái clip ngày hôm nay anh em ơi. Cảm ơn tất cả anh chị em mình đã theo dõi video của mình nha.